Alo, xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh channel VD Nhà Đất nhé. Hôm nay thì mình lại review cho các bác một trong những cái ốp bâm. Cái ốp bâm này thì thời gian vừa qua thì bên mình là bán rất là nhiều rồi. Nó chỉ nói hai từ là ngon bổ rẻ. Đấy, ngoài những cái hàng thương hiệu như của hàng Hyundai này, hàng kia Xích chính hãng thì đây nó là một trong những cái ốp ra rằng của Made in Taiwan. Taiwan là xuất xứ tại Trung Quốc các bạn, nhưng mà hàng này nói chung là dùng cũng được, ok. Đấy, nó có hai cái mà chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là giá thành rất là rẻ, thứ hai là nó ngon bổ rẻ. Đấy, ngon bổ rẻ bởi vì sao? Vì tất nhiên là chúng ta phải hiểu một bộ ra răng này có mấy trăm nghìn thôi, nó không thể sánh ngang với cái bộ hơn 2 triệu mà các bạn có thể mua cả ngay được. Đây là bộ ra răng lắp cho toàn bộ chiếc dòng xe Hyundai Porter 150 nhập khẩu và Porter. Đấy, và Porter 2. Đấy, cũng như là lắp luôn chung luôn cho được cả dòng K250 với cái hai lốp nhỏ ở sau. Đây là có hai bản to và bản bé, chứ mà các bác đây là bản to là R15 và bản bé là R13. Nó còn được size R14 và 12 nữa, cùng tất cả kích thước và kiểu dáng như này. Đấy, độ bền thì cái này nó có bền hay không thì hôm nay thì làm review. Cái review về cái sản phẩm này mình chia sẻ qua với các bác. Thứ nhất đây, các bác nhìn nhé, đây lốp mạ của nó đây. Thật sự khi quay lên thì nhìn nó cũng ok các bạn, chúng ta hồn đấy. Bây giờ chúng ta hồn, bác nào mà giữ gì thì cũng chạy ok. Còn bác nào mà chạy vào phong quật hay bị xước sát thì nói chung là kể cả xịn thì cũng hỏng. Đấy, nhưng mà xịn thì nó sẽ bền rất là nhiều, nhưng mà đồ này thì thôi thì chúng ta cứ chơi câu là ngon bổ rẻ. Đấy, gọi là cho đẹp đẹp, yêu yêu xe tí các bạn, đúng công nhận không ạ? Đấy, thì đây bên trong của nó đây, là đồ đều chỉ Made in Taiwan. Đây các bác nào đề luôn chứ Made in Taiwan này. Đây, cái này thì có lẽ không đề được, đề mặt hộp rồi. Để tí em sẽ quay hộp cho các bác xem đây. VKG5056 ở dưới là 13. Đấy, thấy nha, đường kính R13. Đấy, thì con này lắp được chung với rất nhiều xe thôi nhá. À, con này lắp chung cái R3, lắp chung được cho cả dòng xe Liu Mighty này, L250 L250 này, rồi là K250, rồi lắp luôn cho cả K165, K3000. Đấy, rồi lắp chung tất cả những dòng xe nào mà nó liên quan đến R13. Đấy, nó rất là hay luôn. Đấy, nó rất đơn giản thôi đúng không ạ, không có gì phức tạp. Ốp vào bánh ra xong thôi. Đấy, không cần phải phức tạp, không cần khó khăn gì cả, các bác úp phát xong luôn. Đấy, đây cũng là một kiểu mà gọi là ngon bổ rẻ. Đấy, bác nào có nhu cầu thì rất là mừng nhé. Còn bên này nó là cái R15. Đây các bác này, bên trong nó để cho R15. Đây, đây bên trong để cho R15, thấy không ạ? R15, đấy. R15 này thì đặc biệt là chỉ có lắp chung được cho đằng trước của Porter 2150 và cũng như Porter 2 H100 của thành phần lắp ráp hiện tại cũng như là Hyundai Porter 2 nhập khẩu thôi các bác ạ. Đấy, còn R15 này thì nó sẽ không lắp được cho dòng xe khác nữa nhiều, chỉ có R13 là lắp được nhiều xe. Hàng này nói luôn các bác lại là hàng Tây Kim Taiwan, nhưng mà nhìn bộ led của nó thì cũng rất là đẹp luôn ạ. Nước sơn rất là đẹp đúng không ạ, các bác nhìn họ làm cũng mịn màng đấy chứ, có đến nỗi nào đâu. Nên tôi cái là tất nhiên là các bác phải hiểu là nó không thể bền vào đồ xịn chính hãng được, vì giá thành nó rất là rẻ. Đấy, bốn cái này thì cũng bằng một cái kia đúng không ạ, bốn cái này bằng một cái kia. Thế nên bác nào mà có ủng hộ mình thì liên hệ với mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0243 86166. Đấy, mọi thắc mắc cũng như là mọi phản hồi mình xin cảm ơn các bác. Đấy, tôi ơi, tôi cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, cái hàng rất là nhỏ nhưng mà anh em cả nước ủng hộ rất là nhiều, mình xin thay lời cảm ơn rất là chân thành đến các bác nhé. Cái bác nào mà ủng hộ mình cũng là răng thì cái liên hệ với mình, nói chung là theo cái con mắt của mình thì nó cũng được, gọi là ok, chấp nhận được, giá thành nó rẻ. Đấy, nó ngon bổ rẻ đấy, chúng ta hiểu. Thế còn cái hàng hãng thì chúng ta không có chuyện rồi, thì cái đấy thì nó giá thành nó hơn 2 triệu thì không có chuyện, thì nó quá đắt. Và thứ hai là nó xịn sò rồi. Còn cái này thì với tâm lý mà anh em thích chơi theo thời trang, chúng ta gọi là mua được. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều.